Hoài Tâm xin cảm ơn công ty 405 Cabinets and Stone đã đồng hành cùng với chương trình. Hello cả nhà, chào cả nhà. Và hôm nay thì Hoài Tâm rất là, coi như là quý vị thấy em trở lại cái bộ dạng rất là xì bo. Dạ, xì bo, rất là sporty. Là tại vì hôm nay em có hẹn với một người đàn ông ba con. Dạ, một người em rất là tuyệt vời mà coi như là lâu lắm rồi chưa có cơ hội gặp. Khi mà mình nói về cái chuyện mà người đàn ông thoát show đó, thì bạn đã hẹn tôi là ra đây, hai đứa chúng ta cùng chạy xe đạp. Cho nên là bây giờ chắc là mình cũng hơi trễ chút xíu, giờ vô gặp bạn đó liền nha. Thưa quý vị, người đàn ông ba con hẹn với em chạy bộ. Ôi, người đàn ông ba con đó hẹn chạy xe đạp với em ngày hôm nay là ai? Dạ, đang quà mất rất là dễ thương, nam ca sĩ Đoàn Phi. Quý vị, sorry tới trễ chút xíu tại vì đường bị kẹt xe. Đây. Em thấy anh không hào không hển vậy thì em bỏ qua cho anh đó. Không, tại vì như lúc nào phải tinh thần hưng phấn rồi chạy bộ exercise. Hưng phấn quá. Em đợi anh ta nói muốn lòi ra hai cái xe đạp. Tại hôm nay mình hẹn nhau đi xe đạp mà. Ê, nó nghe nè, hẹn xe đạp mà. Xe gì vậy? Xe này cũng đạp. Thì bây giờ nếu mà xe này á thì là xe này là nó đạp mình chứ không phải mình đạp nó đó. Xe này xe gì vậy? Nó đạp mình chứ không phải mình đạp nó đó. Mình sao vậy? Không hiểu luôn á. Thế gì lạ vậy? Cái này á nó là kết hợp. Bây giờ em gọi nó là hybrid đi. Hybrid. Xe đạp hybrid. Hybrid đi. Thì bây giờ anh có thể dùng sức người hay là anh dùng sức nó, anh muốn dùng sức nào? Bây giờ dùng sức của mình trước. Xong rồi sau khi mà mình hết sức thì mình dùng tới sức của nó. Ok, hybrid. Ôi là coi như là xài được hai thứ luôn nè. Đúng vậy. Mà tôi ngại quá. Sao ngại? Ngại quá, tự nhiên hai đứa tự nhiên này giống như xe đạp tình nhân quá. Bây giờ em lúc đầu em cũng đắn đo lắm, nhưng mà em chỉ có hai chiếc vậy thôi. Bây giờ nếu mà anh là chiếc ở nhà là coi như chiếc của Phi, chiếc của bà xã. Dạ đúng rồi, thì dạ, bây giờ này là chiếc của Phi, chiếc của bà xã chứ không phải là hai cho nên cho nên là khi mà lấy hai chiếc này là cũng đã phải xin pass rồi mới được mang đi đó. Ồ vậy hả? Bây giờ đó thì xe thì đã mang tới rồi. Còn cái chuyện mà nếu mà anh mà có ái ngại gì thì là em đi xe đạp, anh chạy bộ em. Em đi xe đạp, anh chạy bộ em, anh chịu không? Không nên làm vậy, để anh Thông nó làm điều đó. Thằng Thông nó sẽ phải chạy theo để nó quay vlog cho mình chứ. Chứ là công em nó mang hai cái xe tới đây cho anh rồi, không lẽ chẳng lẽ bây giờ anh chạy bộ mà em chạy xe thì sao đúng được? Đúng, hai đứa mình không thể nào làm gì hết. Hẹn ra đây chạy xe đạp, chạy bộ chung. Đúng, một là chạy chung. Đúng, chính xác, rồi. Anh thấy như vậy. Hai đứa mình nên phóng lên chiếc xe rồi hai đứa mình đạp, hiểu không? Hay là nó đạp nó, hay là mình đạp nó, hay nó đạp mình cũng được. Rồi. Riêng thằng Thông là chỉ có chạy bộ theo thôi. Let's go. Rồi. Sẵn sàng hen. Sure. Ok thì nice. Bây giờ nếu mà anh muốn dùng sức anh thì anh cứ đạp. Nếu mà anh muốn dùng sức xe thì anh cứ bấm on, bấm cái nút power này lên. Rồi bây giờ đó, ok bây giờ dùng sức người hay sức ngựa đây? Là mới vô mấy mình là dùng sức người đi. Sức người trước đi nha, rồi quyết định như vậy. Đúng không? Ê, Thông, em chạy theo chứ? Em chạy, nó cười tôi. cái này không phải là lỗi anh, là lỗi ở nơi khách mời. Khách mời muốn cái gì mình phải chiều theo khách mời chứ không phải là anh, hiểu không? Mà khách mời thích chạy xe và phải thông cảm. Đây là người đàn ông đã có ba con rồi và còn mà lên sân khấu là lúc nào cũng phải là trở thành hot boy hết, cho nên là cái cách này là cách để giữ tướng, để giữ hot boy. Cái này là một trong những cái thôi, nhưng mà ngoài sau khi mà ba con rồi sức người nó giảm bớt, cho nên phải nhờ thêm sức ngựa nữa. Ok thôi chạy. Rồi Thông sẵn sàng chưa? Không, ok chạy theo nha. Okay. Thông ơi Thông, thật sự ra đó anh nghĩ đó là mai mốt mà mình làm mấy cái chương trình mà đàn ông talk show giống vậy đó, chúng ta nên có những cái chương trình chạy bộ như vậy. Là em bảo anh bảo đảm với em làm chừng vài số thôi là cái người em sẽ trở thành hot boy. Nó mới luôn. Vừa nói kìa. Không, đưa cái máy lại đây, đưa cái máy này tôi quay lại đi, quay đưa cái máy này tôi quay lại cho đó. Cái tôi Phi 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 quay lại đâu cái đi xa cho ta đó, cái tướng như vậy nè đó, quý vị nhìn thấy không đó, em lia giống vậy nè đó, cái tướng giống vậy nè. Sao một vài số á, vài vài số à, sao muối luôn. Cái vụ này thấy được nha,
Có lý à? Dạ. Ủa nhưng mà không Tâm không có biết cái con đường này nó đẹp như vậy luôn á. Em cũng mới vừa phát hiện ra cái con đường này thôi. Dạ. Đó, thì cách đây chừng vài tuần đó, thì là em với lại gia đình mấy đứa nhỏ cũng cho mấy đứa nhỏ ra đây chơi, để tập xe đạp đó. Thì nó phát hiện cái con đường này nó cũng khá là thú vị. Dạ. Yeah. Anh thấy mọi thứ ra cũng còn hoang sơ, cây cũng mới bắt đầu trồng rồi, thấy không? À. Đó, thì sắp tới maybe là cái city improvement thì cái chỗ này cái cảnh quan nó sẽ khá hơn. Yeah. Mà hiện tại thì là có con đường này ngon lành quá rồi. Ê, nói nghe nè, cái vụ mà tập này tôi thấy tập thời gian người nó không có cứng như cáp đâu nha, thấy nó mềm mỏng ra hơn luôn. Dạ cái này nó giống như xe ông chạy, yes, chạy giống như xe ông đa vậy đó. Tại anh dùng sức ngựa, anh không dùng sức người. Anh phải dùng sức người chứ. Phi, xấu yeah. hổ dễ sợ luôn. Hồi nãy lúc mà hẹn với Phi á, trời ơi 10 năm rồi mới qua nhà Phi lại luôn á. Yeah. Từ lúc mà cái nhà đó của Phi mua là lúc làm baby shower là Tâm tới đúng không? Baby shower là con chưa đẻ mà giờ con nó 10 tuổi rồi. Con giờ quay trở lại con 10 tuổi rồi. Con nó 10 tuổi rồi. Mấy ba đứa mấy tuổi? À, đứa 10, đứa 10, đứa 9, đứa 4. Trời ơi, dạ. Phi thiệt là làm việc không có ngừng nghỉ nha. Có ngừng chứ, ngừng mấy nhiêu đó. Ngừng mới ngừng tới số đó chứ mà. Vậy hả? Không ngừng. Là có định có lúc luôn. Ủa rồi đó, thời đó Phi thích bao nhiêu mà đến ba ngừng rồi. Làm gì mà có không có chỉ tiêu luôn hả? Không phải là không có chỉ tiêu mà không có một cái con số nào cả, nhưng mà nó phải vừa phải. Vậy hả? Phi ơi. Dạ. Ở nhà vậy rồi ba con rồi ai chăm sóc nhiều? Dạ, em Phi với là Thu thì em là chăm sóc con là chính đó. Ồ vậy á, trời ơi người đàn ông đảm đang ấy chính là Phi. Đó là full time job của em. Full time job luôn. Full time job thì cuối tuần mới có dịp đi gặp gỡ khán giả thôi, chứ là weekday là dành cho con cái hết rồi. Ồ cái đó cũng hay đúng không? Tại vì thật sự đôi lúc mình đi làm hết rồi mình để mướn một người vú trong con này nó cũng đâu có. Cái đó thì em rõ ràng hơn. Cái yeah. đó thì em biết rằng là nếu mà ở trong nhà mà có hai người đi làm thì phải có một người trông con rồi, either là chồng hay là vợ. Đúng rồi. Nhưng mà thì bây giờ do cái tính chất công việc của em là em đi làm cuối tuần thì hợp lý là giữa tuần thì em sẽ take care cho mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Cái đó nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, hiểu không? Dạ, chồng thì làm thứ sáu tới bảy chủ nhật, còn vợ thì làm từ thứ hai cho tới thứ năm. Dạ, mà nghe nói là Thu là làm việc kiểu như là giờ own một cái văn phòng office riêng nữa. Trời ơi, cho nên là coi như là cái đó đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ, dạ. Cái đoạn đó thì chắc lần sau mà có quảng cáo em sẽ mời anh. tôi nói Phi nghe nè. Bây giờ tính thì tôi heo, nhưng mà tôi chưa có con, nhưng mà tôi biết là coi như là mướn một bà vú đó là coi như là một tháng khoảng cỡ từ 3.000, bèo là 3.000. Ok đúng không? Ba yeah. đứa là coi như là thấy 9.000 rồi đúng không? Mà bây giờ không mướn bà vú mà Phi ở nhà thôi là một tháng là kiếm sơ sơ đó là coi như Phi kiếm được 9.000 rồi. Yeah. Đúng không? Rồi đi hát thêm thứ sáu tới bảy chủ nhật nữa một show nữa đó, mấy ngàn nữa là một tháng. Trời ơi, một mình Phi là một tháng là Phi kiếm gần 20.000 rồi. Bà xã kiếm 20.000 nữa là 40.000. Trời ơi, một năm hai vợ chồng kiếm gần nửa triệu, hai vợ chồng chắc giàu lắm á. Anh đưa ra con số rất là lý tưởng. Ủa vậy? Yeah. Nhưng mà vấn đề là em chỉ tiết kiệm được cái tiền vú thôi, chứ ngoài ra thì là em có kiếm thêm gì đâu. Ồ vậy là mừng rồi. Với mấy đứa kia mà nó thì có nói về vú là nó phải tốn tiền không mà Phi là tiết kiệm được là Phi. Dạ, hay á. Cũng may em không tốn tiền vú anh. À, không có tốn tiền vú à? Vậy hay quá, đỡ. Mấy anh kia nó tốn tiền vú dữ lắm. Dạ. Ôi tính ra vậy là sướng quá chứ đúng không? Dạ yeah, thì tiết kiệm được cũng khối, thì cho nên là cũng phải chia ra trách nhiệm của mỗi người là vậy đó. Thôi vậy để mai mốt tôi có con thì tôi cũng sẽ bắt chước như Phi, tôi sẽ tiết kiệm tiền vú. À. Ê nó nghe này, chạy bộ nãy giờ quạo mấy giờ hai đứa đua không? Đua. Đúng không? Đúa mà đúa là đạp đàng hoàng, đạp đàng nha. Hoàng nha, không có dùng sức ngựa nha. Giờ sức người đúng không? Dùng sức người đúng không? Từ đây đến cuối đó luôn. Rồi, đua nha. Ok. Tâm ơi yeah. Cho tôi làm lại được không? Lấy cho tôi làm lại được không? Mẹ bà, vợ ba con rồi sao mà nó còn sung vậy? Vợ ba con rồi sao nó còn sung vậy? Ui. Không phải, biết tại sao không? Em chạy là tại vì em nhát, ta có người đi bộ. Chứ không phải là tôi thua, chứ không phải là tôi thua cho Phi đâu. Tại vì, này có người đi bộ. Mình phải safety cho cái người,
đi bộ, hiểu không? Người ta nói thắng làm vua, thua làm giặc, thì anh thua anh không nói gì nói. Ôi, thua làm giặc á, làm giặc thiệt luôn á. Không phải, không, nhưng mà chắc tại thường, là Tâm chỉ có đi bên gym với là... Thường chỉ có đi gym với lại em chạy bộ, chạy xe đạp lâu lâu mới chạy. Nên thua một chút xíu kệ nó đâu có sao đâu. Thắng thua quan trọng. Thắng thua gì quan trọng? Quan trọng là đổ mồ hôi thôi đúng không? À, quan trọng là đổ mồ hôi. Người có đi gym đó mà thở quá là thở. Lê xe lét. Trời ơi, cái mặt không dưới quần luôn rồi kìa. Đọc với tôi là hồng thiệt luôn á, hồng ở cái quần luôn á. Ui dồi ôi. Ủa, vậy đó. Ồ, hồi xưa sao mà quen bà xã vậy, quen Thu vậy? Hai đứa đi học ESL rồi gặp nhau. Vui vậy? À, trời xui đất khiến sao mà dính luôn tới giờ đó chứ. Ồ vậy hả? Ai. Là lúc đó là Thu cũng mới qua luôn. Dạ, lúc đó là cả hai đứa đều mới qua hết á. Rồi hai đứa duyên hả? Đúng. Vô trong, chứ không phải là vô không có đi học ESL ở trong trường college hay là chỉ cái lớp ESL không thôi? Là ESL đó, tại vì lúc mà từ Việt Nam qua thì thường mới là đi học qua ESL cái đã. À. Học tiếng Anh cái đã, xong rồi mới tình cờ gặp bà xã trong đó. À. Rồi đứa nào nói tiếng Anh hay hơn? Hai đứa nói ngang ngửa. Không, Phi hát tiếng Anh hay lắm nha quý vị. Dạ, hình như là Tâm nhớ là hình như anh Phương là còn phải anh Hoài Phương đó, chồng của Việt Hương với Phi là hai anh em thích hát nhạc tiếng Anh lắm. Dạ. Không phải là mấy cái bài mà old songs mà 70s đâu, mà mấy cái bài mới là Phi cũng hay thích hát. Dạ, lắm đúng không? Dạ. Thì em nghe nhạc Mỹ cũng nhiều. Dạ. Vậy hả? À, với lại ở nhà mấy đứa nhỏ thì sao? Mấy đứa nhỏ nói tiếng Việt không hay là... Mấy đứa nhỏ thì em tập cho nó nói tiếng Việt nhiều chứ. Phần lớn là cứ nó nói tiếng Việt với nó thôi. Chứ tại vì khi mà nó đến trường với lại... Đấy là nó nói tiếng Anh hết rồi. Cho nên là ở nhà cứ nói với nó tiếng Việt càng nhiều càng tốt. À. Nghe nó hiểu hết á. Mà đứa nào nói được thì nói. À. Không là gửi nó tới trường Việt ngữ để nó nói thêm. À. Thì em gửi đi trường của mấy sơ đi. À. Mấy sơ Việt Nam thì chắc chắn là sẽ phải nói tiếng Việt với lại tụi nhỏ rồi. Hồi lúc mà mới quen Thu á, Thu có biết Phi là ca sĩ không? À, biết. À vậy hả? À. À, là lúc đó Phi qua Mỹ là coi như là vô tham gia trong trung tâm ban nhạc liền luôn hả? Cho nên là Phi biết, nên Thu biết hả? Hay là... Không là... anh, Thu... Hay là mình là kiểu như mình kiểu dạng mà giống như show off á. Yeah, this is my name Đoàn Phi. Có không Phi? Đó ai biết mình đâu mà nhưng mà sao vậy? Đó. Sao Thu biết? Thu biết em từ ở Việt Nam rồi. Ủa gì vậy? À. Biết tức là biết cái công việc của em là từ hồi ở Việt Nam rồi. À. Đó, thì qua thì cô ấy nhìn mặt bắt hình dong thấy cũng ngờ có phải chàng này hát trong nhóm đó không, đã lại vậy. À. Đó, rồi từ từ rồi rục rà rồi quen nhau. À, lúc đó Phi lái xe được chưa? Lúc đó hả? Có, lúc đó lúc mới qua em cũng đạp xe đạp vậy đó. Ừ. Đạp xe đạp rồi bỏ xe đạp lên xe bus rồi đi xe bus tới trường. Cũng trung chuyên với ai kia thôi. Ồ rồi vui vậy luôn á, là hai đứa quen nhau cũng như giống như là cái thời mà là trung học vậy. Cô đó cô ấy còn lái xe chứ lúc đó là em đạp xe đạp bỏ lên xe bus đi mấy trạm mới tới trường đó. Oh my god. Ừ. Wow. Tại vì á Tâm có cơ hội đi show, đi tour với Phi một lần ở bên Nhật đúng không? Ừ. Xong xưa rồi có là lúc đó là quen Thu lâu chưa? Lúc đó là quen mới quen à? Đầu lúc đó là còn trước đó nữa. Trước có nghĩa đó. Là có nghĩa là tụi em quen nhau chắc cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó. Dạ. Thì lúc đó là có cái cơ hội mà để Tâm tiếp xúc với hai vợ chồng Phi với Thu thời đó luôn. Lúc đó chưa có baby mà chưa, lúc mà đi Nhật chưa. Mình chưa có baby rồi là được spend time rồi đi chơi hai vợ chồng rất là Thu rất là dễ thương. Dạ. Nhưng mà có ghen không? Ghen hả? Ghen chắc cũng ít nhiều gì cũng có, nếu mà nói không ghen thì không đúng đâu. Yeah. Thì phụ nữ mà không ghen nhiều thì ghen ít, nhưng mà một khi mà đã cưới anh rồi thì em phải chấp nhận chứ. Có ở cái tâm chấp nhận là sao, là mình có deal với nhau trước không? Không deal gì đâu. Thì có nghĩa là bà xã biết em là ca sĩ lâu rồi, từ ở Việt Nam rồi. Ừ. Thế nên là đến với nhau thì chấp nhận nhau là cái bước đầu tiên. Rồi okay. Từ từ càng lúc mà càng mình càng nghiêm túc hơn thì cái đó thì nó phải more commitment chứ. Yeah. Chứ đâu có, chứ bây giờ nếu mà vì cái công việc của em mà cứ hờn giận như vậy thì chính em sẽ là cái người nói thẳng là nếu mà em không thể chấp nhận được anh và cái công việc của anh thì chắc mình cũng không nên tiến xa đâu.
nhưng mà tụi em đã cùng nhau đi một cái đoạn đường dài quá rồi. Quá dài. Dạ. Dạ, gần 20 năm rồi. Ừ, 20 dạ, năm nhìn chưa, bây nhìn, giờ nhìn không biết luôn á. Sao mấy sao ngộ ha, ông trời ông sinh ra ông ngộ. Mấy người mà ca sĩ rồi ơi, hát nhạc trẻ rồi, trời ơi, lên sân khấu rồi bao nhiêu cô nàng nhào vô mà sao xuống sân khấu anh nào cũng good boy hết ta. Mình Phi định nghĩa mình là good boy, bad boy hay là playboy? À, em là good dad và bad boy. Ok, good daddy mà good dad mà bad boy. Nên là bây giờ thí dụ như ở nhà là cái role là daddy là phải good dad. Good dad. Ok thì I can, you know, I'm proud of that. Nhưng mà thí dụ đi cái see. Đó là tại Phi cho điểm hay là mấy đứa nhỏ nó cho hay là ai cho, cái rated ai cho? Cái rated hả? Cái rated đó thì là những người nào mà từng thấy em chăm con cho. Fair. Ok. Tạm hỏi vậy chứ thật sự là khoe với quý vị thôi, chứ thật sự là biết Phi là very, really really good luôn, chăm sóc con cái tuyệt vời. Ở nhà là không có thể nào mà nếu bạn bè tới nhà chơi là nhìn cái cách của Phi mà kiểu như là chăm sóc con cái, tới nhà nhậu nhẹt thấy Phi mà xuống nấu nướng đồ này nọ thì hiểu được ở nhà là Phi là một good daddy lắm, chăm sóc con dữ lắm và chăm sóc vợ nữa. Ở nhà là Phi nấu nhiều nhất chứ hả? Nấu đồ ăn? Not really. Nấu thì em cũng chưa được nấu nhiều đâu. Cái phần chăm con thì nhiều nhất. Yeah. Ừ. Đưa đón tụi nó rồi homework rồi những cái chuyện khác. Còn nấu nướng thì có homework số nhỏ là Phi kèm sát bên luôn. Homework bây giờ tụi nó cũng còn kiểu như nó còn nhỏ đó. Thành thử ra là homework nó cũng vừa phải thì em có thể kèm nó được. Nhưng mà nếu mà homework mà khó hơn chắc phải nhờ tới tutor. I see that. Yeah. Okay. Rồi chạy xe mà cũng lạng quá trời lạng. Dạ. Không thể nào chạy thẳng được. Anh có thể ngừng đánh võng lạng lách được không? Trời ơi, chạy xe đạp mà nó cũng lạng lách vậy đó, không thể nào chạy thẳng được. Tự nhiên thấy bây giờ anh là anh muốn thử tôi gì? Anh đi gym lâu năm đúng không? Thì ở đây mình không có full gym nhưng mà có half gym. Anh nghĩ là anh muốn pull up hay push up hay hít đất hay hất đất gì tùy anh. Bây giờ nè, Phi là có vợ ba con rồi. Okay. Dạ. Bây giờ mình phải chứng minh cho người ta thấy rằng mình là một người đàn ông khỏe mạnh, vẫn còn giống như là boy ấy, tại vì cái mặt của Phi rất là boy, rất là nó gọi là gì ta, cái mặt trẻ là nó gọi là cái mặt baby face đúng không? Dạ, không những baby face mà giờ phải chứng minh rằng là vợ ba con mình vẫn còn sung sức đi đó, chứng minh trước đi rồi tôi làm. Bây giờ đó, thử leo lên. Thì nói chung là lực của em thì có nhiêu anh chơi, em chơi nhiêu rồi. Cái này bởi vì em mới nói là thách thức danh hài. À ok, wow, mấy cái để coi được nhiêu nha. Tạm vậy đi, thôi ráng cái nữa. Hãy u. Cái này là đúng một chục miền Tây luôn đó. Một chục Sài Gòn là 10 cái. Rồi dài xuống tới Long An đó là nó một chục 12. Còn cái này là xuống tới Sa Đéc, Sóc Trăng vậy đó là một chục 14. Dạ. Sau cái về cái này Behind the Scene sẽ có một đoạn mà đăng Phi mà vừa ói vừa xỉu thì quý vị không coi được đoạn đó đâu. Giờ tới tôi ạ. What the hell? Ủa, ba cái nữa hả? Nữa không? Quay cho đủ chục cái. Quay chục cái hả? Nè, tiếp. Bốn. Rồi, giỏi nè. Năm. Năm rồi. Đó, nữa nè. Mười. Không, mười cái là mười cái. Đồn. Không, tại vì cái ở trong gym là nó chỉ có treadmill thôi, chưa có tập cái này. Có thể cho tôi một cái số khác để tôi quay lại luôn. Ê, nếu ngày này cuối cùng là giờ tôi host đây là phải host tôi thì trời. Ở đây còn cái này khó quá à. Cái này là phải có tập.
hít đất đi. Anh ơi, cái này là playground của con nít đó nha anh. Không, con nít nó không có thập mấy nãy. Mấy nè, không nhưng mà ở nhà như vậy rồi thời gian đâu mà Phi tập có thời gian để cho fitness cho bản thân mình không? Có. Là tự tập nhà thôi. Tự tập nhà thôi, không đi gym nữa. Không đi gym. Mất thời gian quá. Dạ. Dạ, thì bây giờ, lúc trước thì đi gym nhưng mà bây giờ cho con đi học gì xong rồi về nhà là cứ dành nửa tiếng tập nhà. Tập ở nhà thôi. Hay quá. Thì cũng mấy cái này thôi. Cũng hít xà rồi hít đất rồi squat rồi kia vậy thôi, chứ em cũng không có tập và phức tạp như ngày xưa nữa. Hồi xưa tập phức tạp là tập làm sao? Ngày xưa tập phức tạp hơn, có nghĩa là nhiều bài tập hơn, nhiều nhóm cơ hơn. Bây giờ chủ yếu là mobility thôi, có nghĩa là sao mà cho cơ thể mình nó vẫn dẻo dai, vận động được, đứng ngồi này kia, khom hay là gì đó, mọi thứ nó không có bị block. Ví dụ em nói bây giờ nhiều người ta không có chạm được tới cái này đi. Đây, tôi chạm được. Được đúng không? Rồi chạm giờ được. Lấy cái đầu của mình chạm vô cái đầu gối coi. Ô cái này ha, có này được. Nè, thử thách trên này đó, vô luôn, vô cái đầu gối luôn. Đó, vậy là khá lắm đó chứ. Cũng được đó. Được đó. Anh em đây. Được đó. Ô vậy là khá lắm chứ nè. Yeah. Wow. Wow. Hello. Thật sự ra cái này á nó về như vậy nè quý vị, tại vì quý vị cũng biết là Phi là ca sĩ nhạc trẻ, quan trọng là bạn nhảy nhót quá nhiều nên cái sự dẻo dai nó phải cần, bên hài sĩ nó không cần cái đó. Không anh thật ra nếu mà anh xuống được tới mức đó là em khá là ngạc nhiên á, tại thật sự anh cách cho cậu chút xíu à. Dạ. Yeah. Em khá là nhiều người có nghĩa là họ đã không chạm được cái ngón, cái tay không chạm được tới đất luôn mà. Phi biết tại sao không? Tại vì cái một lúc cái tuổi nào đó rồi cái collagen ở trong cơ thể mình nó bị khô. Ừ. Và mình không có thể, mình bị đau nhức, càng lớn tuổi mình hay bị đau nhức khớp xương và nó, khi nó khô lại mình không có co thắt lắm. Đúng rồi. Này đó. Ôi cho nên là anh như vậy là anh khá lắm á. Cũng khá là dẻo dai đúng không? Dạ. Yeah. Với hài sĩ như vậy là chấp nhận được đúng không? Nếu em là ca sĩ nhạc trẻ mà đứng nhảy nhót đồ hãy đồ này nọ thì mình biết cần đúng rồi. Không? Còn Phi là Phi phải cần. Bây giờ để biết được rằng là bạn good hay bad, bạn hãy đến với chương trình trắc nghiệm với 5 câu hỏi của okay. chương trình. Và đây, và quý vị có thể thấy, và em để hai cái trophy. Thấy chưa Phi? Đây, một cái là good boy, cái là bad boy. Tôi không biết bạn thuộc ở trong cái boy nào. Đây là câu hỏi của chương trình và giống như tất cả những cái số trước. Có nghĩa là nếu mà bạn được trên 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi nó sẽ có là cộng 20. Hoặc là không có bị cộng hoặc cũng không bị trừ, có nghĩa là zero. Và một câu hỏi là bị trừ 20. Ok, bạn được chọn 5 câu và bạn trả lời multiple choice ABC. Sau đó thì chúng tôi sẽ thẩm định được bạn là good và bad. Bạn không có quyền từ chối vì đây là cái game show bị ép buộc chơi nha. Và kính thưa quý vị, cái game show này chỉ tốt và bad, nó chỉ nằm ở trong cái chương trình này thôi, còn chúng ta đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài. Mời bạn bốc thăm. Rồi, ok. Câu hỏi đầu tiên, bạn tự đọc đi. Khi đi bar club, bạn sẽ thường A. chủ động order nước uống, B. chủ động kiếm người quen rồi order nước, C. chủ quan là sẽ có người bao mình. ABC. A. chủ động order nước uống. Rồi, chủ động order nước uống. Bởi vì đợi người nào đó mà bao mình thì đợi đến bao giờ? Chỉ khi nào này em thấy nè, ví dụ mình đi, mình đâu có biết là mình đi vô trong đó mình sẽ gặp ai. Trừ khi nào ví dụ như anh với em đi chung với nhau thì là có thể là em sẽ đợi anh order nước uống thì nó make sense hơn. Là nếu mà em đi bar một mình mà em phải ngồi đợi ai đó order nước uống với em thì nó không hợp lý. Với câu trả lời này của bạn và trong cái thẩm định, cái reading thang điểm của Cao Bá Thông và của Hoài Tâm thì bạn nó nằm ở neutral, có nghĩa là bạn không bị trừ điểm, không nghĩa là bạn trừ. Không nha. Tại vì thường ít có ai mà đi club một mình. Đây, đọc họ kỹ đi nha. Đi vô, đi khi đi bar và đi club bạn sẽ thường làm gì? Thường mình đi phải có bạn bè. Đúng một rồi. Là mình đi đó mình phải kiếm bạn mình trước, cho nên cái câu mà được cộng 20 điểm đó sẽ là câu bi. Còn bạn mà chủ động kiếm nước là order nước, một là mình tự kỹ điên mình, hai là coi như chơi kỳ vô sợ bao ai hết, kệ cầm ly nước cho chắc ăn. Nhưng mà câu này không đúng và không sai. Bạn at least là bạn không có bị trừ điểm. Coi như là câu đầu tiên, bạn còn 4 được, câu. Được 20 điểm phải không? Không, bạn không bị trừ, nghĩa là neutral. Nhưng mà có nghĩa là cái thang điểm của em có là bao nhiêu?
Nếu mà trên 60 là bạn được 60% là bạn được good boy. Okay. Còn dưới 60% là bạn very bad boy. Thì good boy bạn có thể very good boy, very good boy, very super very good boy. Để đó em tìm hiểu thôi, cái phần đời còn lại của em sẽ là good or bad nha. Đúng rồi, còn 4 câu nữa. 4 câu đó. Phải không? Rồi. Cái này thay ra anh phải xìa ra cho em cầm chứ, để cho em chịu cho xì rồi. Câu hỏi thứ hai. Bạn thích nhìn chỗ nào của người khác giới? Một, A là vòng 1, B là vòng 3, C là vòng vàng trang sức. Bạn thích nhìn vòng nào? Cái này là mình phải nói đúng với cái bản thân mình. Đúng là trước khi chơi cái game này, tôi bắt bạn phải thề là bạn phải trả lời thành thật với lương tâm. Trời ơi, chơi game thôi mà bắt thời đọc vậy. Để nè, người ta đi trắc nghiệm cho nó đúng bây chứ. Bây giờ nè, bây giờ em nói, muốn em nói thật phải không? Nói thật, nói thật. Nè, nè, A là vòng 1, B là vòng 3, còn C là vòng vàng trang sức. Anh không có câu trả lời D. Không, tôi chứ, chúng tôi, em, tôi nghĩ là 3, 2, 3, ok 3, rồi, nếu rồi. Vậy, em, câu trả lời của em là A và B. A và B luôn hả? Không, bạn chỉ có A và B chứ ai mà cuộc đời này mà có như là được hết tất cả bao giờ? Không có được hết tất cả đâu, anh có 3 câu trả lời. Em chọn có 2 thì đâu có gọi là tất cả. Tôi chỉ nói là bạn chỉ chọn được A hay B hay C thôi, 1 cộng thêm 3. Rồi ok, chọn A. Ok. Dạ, Đoàn Phi thích nhìn vòng 1 nha. Với câu trả lời này của vòng 1. Dạ, chúng tôi thẩm định bạn được cộng 20 điểm. Vì, dạ đúng rồi, người ta chỉ có bỏ tiền đi bơm vòng 1. Ai cũng nghe nói là dạ bỏ tiền đi bơm vòng 1, ít có ai bơm vòng 3 lắm. Nên vòng 1 bạn được cộng 20. Bạn là một người đàn ông đích thực. Mời bạn, tôi xe sẵn cho bạn. Tôi xe hiểm như xe bài với bánh tứ sắc vậy. Okay. Câu thứ 3. Bạn đang xem bóng đá đến hồi gây cấn phạt đền mà vợ bạn chuyển kênh, bạn sẽ làm gì? A, đập TV, B, đập vợ, C, đập đá, pha cà phê uống. B, đập vợ hả? Trời, nói thiệt luôn, đập vợ luôn. Với câu hỏi này bạn đã bị trừ 20 điểm. Trời, bạn nóng tánh quá. Bạn thương vợ quá. Giữa vợ và bóng đá là bạn chọn bóng đá chứ không có chọn vợ hả? Em ôi, chọn bóng đá. Bóng đá. Thì đây là một người đàn ông đích thực nữa. Dạ. Bạn đã bị trừ 20 điểm. Và okay, nói tóm lại là chết cha, 3 câu rồi là bạn chưa có điểm nào luôn á. À là mấy câu tất cả? 5 câu phải không? 5 câu à. Rồi thì bạn con có xin chương trình thêm câu nào không? Thôi cứ stick với lại cái luật chơi vậy đi. Có là có, không có là không. Có là không, không là không á. Rồi. Nếu bạn có siêu năng lực, bạn sẽ chọn nhìn xuyên A, nhìn xuyên thấu quần áo, B, bẻ cong muỗng bằng mắt, và C, bẻ cong giới tính bằng cái chạm. B, bẻ cong muỗng bằng mắt. Nếu bạn có siêu năng lực, bạn sẽ chọn nhìn xuyên thấu quần áo, bẻ cong muỗng bằng sắt, bẻ cong giới tính bằng cái chạm. Với câu trả lời này, chúc mừng bạn, bạn đang được cộng 20 điểm. Trời, bạn tuyệt vời quá, mình có siêu năng lực và làm cái chuyện rất tầm thường. Bạn không bao giờ nghĩ muốn hãm hại ai đó. Bạn chỉ muốn coi như là bẻ cong cái muỗng, biểu diễn cho con trai bạn coi hả? Câu trả lời này, chúc mừng bạn, bạn đã được 20 điểm. Đây, okay, câu hỏi cuối cùng. Rồi, câu hỏi cuối cùng, thấy chưa? Cuộc đời của bạn. Ok. Sao bạn bóp bóp chính giữa không vậy? Bạn không có đầu, có đuôi gì vậy? Bạn bóp giữa không vậy? À, tại nó tiện tay nè. Sau một tiệc party, nếu bạn quá say xỉn thì bạn sẽ A, ngủ lại với người yêu cũ, B gì vậy? cái này là quá khứ rồi. B, lái xe về bất chấp, C, ra xe nằm lạnh teo. Một câu là được cộng 20, một câu không có cộng trừ, và một câu là bị trừ 20. Vấn đề là nó phải thực tế. Ok. Không, nếu mà chỉ trong một trong ba ABC này thì bạn chọn cái nào? C. C, ra xe nằm bất chấp lạnh teo. Bạn đúng là mà, người đàn ông quá tuyệt vời. Với câu hỏi này, Cao Bá Thông đã cho bạn cộng 20 điểm. Là 40 điểm. Là 40 okay điểm. Bạn vẫn dưới điểm trung bình. Chúng okay tôi gần phải trên 60 thì mình mới gọi là vậy thì good boy. Bạn là bad boy đó. Ok. Có công nhận với chương trình như vậy là đúng với bạn không? Không có gì đúng mà cũng không có gì hoàn toàn sai. Đúng rồi, trắc nghiệm chơi cho vui thôi, đâu có đúng và sai. Đây, chúc mừng bạn, bạn là ủa này, cái này good boy là của tôi. Đây. Rồi. Chương trình và 5 câu hỏi trắc nghiệm để biết khách mời của chúng tôi là good boy hay bad boy. Và sau khi 5 câu hỏi này, dạ Đoàn Phi đã được cái trophy You are a bad boy.
em nói nghe nè, thường là bad boy á tâm phỏng vấn rất nhiều con gái, mà 90% đàn bà phụ nữ con gái đều thích bad boy, không có thích good boy, bạn biết không? Em biết. Ôi vậy đó, that's why bạn chọn bạn là bad boy à? Không, em chọn đó là bởi vì em trung thực với câu trả lời của mình thôi. Chứ mà chứ em đâu có biết là anh sẽ nói cái câu đó. Ủa vậy luôn hả? Chúc mừng bạn, bạn đã trở thành bad boy của chương trình. Thank you so much. That's it. Bad boy for real luôn á hả? Dạ thưa quý vị, dạ bad boy có real hay không em không biết nha, quý vị tự khám phá. Mà thường mà bad boy đó là người ta chỉ muốn phá thôi chứ người ta không muốn khám đâu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Này. Cảm ơn quý vị, cuối cùng mình cũng đã được trao một cái trophy của chương trình. Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một chương trình khá là thú vị đó. Yeah. Không, cho nên là either one. Yeah. Không có được, bởi vì cho nên là em nói là không có đúng không có sai. Tối nay về để đồng nào nha. Để cho vợ ngắm. Được, được. Để vợ suy ngẫm nha. Có cần em chụp cái hình gửi qua cho anh luôn không? Thưa quý vị, đây là cái trắc nghiệm 5 câu hỏi này chỉ để nằm trong cái chương trình đàn ông talk show vlog của Hoài Tâm thôi. Dạ nó không có nghĩa gì ở ngoài đời hết nha quý vị. Ở ngoài đời là quý vị phải tự khám phá nha, chứ đừng bao giờ coi như là lấy cái này ra để mình khẳng định một cái giá trị của con người thì nó không có fair lắm cho ca sĩ Đoàn Phi, đúng không Phi? Dạ có thể khám nhưng đừng có phá thôi. Dạ nhưng mà thường ở ngoài đời người ta lại chỉ thích phá chứ người ta ít có thích khám nữa. Thôi thì dù gì đi nữa, cảm ơn Phi rất nhiều đã dám nhận cái trophy you are a bad boy. Và you are the first one who received cái trophy. Vậy luôn bad hả? Boy luôn á. Oh, I'm a first bird, bad boy in your show. First, yeah, in my show. Thank you so much. Để đáp ứng đúng nhu cầu xây ADU và tân trang nhà ở, nhà cho thuê, công ty 405 Cabinets & Stone với thiết kế và sản xuất dòng tủ bếp và phòng tắm giá thật rẻ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và độ bền. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và 200.000 square feet warehouse cùng đội ngũ chuyên viên đầy sáng tạo và tận tâm, quý vị sẽ được an lòng khi có chúng tôi đồng hành. Mời quý vị lên trang web 405cs.com để cảm nghiệm rất nhiều căn nhà thật, việc thật mà chúng tôi đã hoàn thành. Công ty đang có chương trình promotion giảm giá đặc biệt để cảm tạ sự tin tưởng và thương mến của quý vị trong suốt 20 năm qua. Mời quý vị đến 405 Showroom để thẩm định tận mắt và trải nghiệm sự khác biệt trong từng sản phẩm, chất lượng và cung cách phục vụ của chúng tôi. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội giảm giá không ngờ cho thương hiệu tủ bếp và mặt đá của thương hiệu 405 Cabinets & Stone. Đến với 405 để có sự an tâm, uy tín và chuyên nghiệp. Đến với 405 để có quyết định đúng đắn nhất. Công ty 405 Cabinets & Stone tọa lạc tại Fountain Valley, góc Euclid và Freeway 405. Điện thoại 714-500-3855, 714-500-3855.